Sáng nay trời lạnh quá cả nhà ơi, nên là Thư nấu hủ tiếu cho gia đình mình ăn ngày hôm nay. Hủ tiếu với phở thì nấu nó cũng hơi hơi nó cũng na ná giống nhau, nó cũng tương tự vậy đó. Nhưng mà hủ tiếu thì mình bỏ thêm mực khô nè, rồi củ cải trắng á. Cái này Thư không có mua củ cải trắng thì Thư mua củ cải màu xanh, nhưng mà nó cũng là củ cải trắng đó các bạn. Thư bỏ thêm hai củ hành tím mình nướng lên cho nó thơm, một tép gừng đó, mình cũng nướng lên cho nó thơm. Nửa củ hành tây, hành tây thì mình không có hành trắng thì mình bỏ hành đỏ. Cho nước vào luôn, tự thịt mình trần sơ qua rồi nó sạch rồi, giờ mình cho nước vào là mình hầm luôn. Rồi thử cho vào đây một cục đường, đường đường phèn đó các bạn, nấu nước nó ngọt thanh hơn. Mình mua cái loại đường phèn này nè. Thử cho nửa muỗng cà phê muối hồng, một muỗng rưỡi vuông vuông cà phê bột nêm, nêm trong khi chờ đợi cái nồi nước lèo này nó sôi lên để Thư hớt bọt thì Thư sẽ đi dọn dẹp nhà cửa nha. Oklahoma bắt đầu đón những cây lạnh đầu mùa. Hôm nay thì trời vừa lạnh mà lại còn có gió nữa. Ở Mỹ người ta hay gọi là wind chill, cho nên cái lạnh nó sẽ nhân lên gấp đôi luôn. Thường thì nhiệt độ bây giờ ở bên ngoài đang khoảng chừng 30 độ, mà có gió thì nó chỉ còn khoảng mười mấy độ F. Cái lạnh này giống như là cắt da, cắt thịt á. Lạnh mà lạnh thấu xương á các bạn. Mình đợi nó sôi thật là sôi như vậy nè. Bắt đầu mình mới hết cho nước nó trong á các bạn. Đó. Cái bọt bèo nó nổi lên trên này mình hết đi một cái là nước nó trong rồi, thơm lắm luôn. Đó, mình hết ra một tô là dơ hết sạch rồi nè các bạn. Bây giờ Thư nhỏ lửa, bây giờ bạn hết hồn gió quá các bạn, gió quá. Mình nhỏ lửa một cái là nó bị tắt cái bếp luôn. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Thư mở cái máy sưởi lên cho nó ấm cái nhà. Thường thì mình dùng máy sưởi là máy chạy điện thì nó sẽ sưởi ấm trong hết cái ngôi nhà, nhưng mà nếu mà mình mở cái nhiệt độ nó tăng cao thì cái máy sưởi bằng điện nó chạy cả ngày như vậy đó thì nó hao điện lắm. Nên là mình mở cái lò sưởi này lên thì cái nhiệt độ trong nhà mình nó cao rồi á thì cái máy lạnh, máy sưởi nó sẽ ít có chạy, đỡ tốn điện hơn nha các bạn. Nhà bạn nào mà có máy sưởi thì nhìn nên mở ha. Ở trong nhà mình thì cái máy sưởi mà chạy bằng điện á, gọi là cái central heat and air, thì Thư chỉ có để khoảng chừng 68 độ F thôi. Mỹ thì họ còn để thấp hơn nữa đó. Vì mấy đứa con của Thư nó không có chịu được cái nhiệt độ cao. Nếu mà hít mà nóng quá tối tụi nó ngủ nó sẽ ra mồ hôi, nó khó ngủ lắm. Mà Thư thì Thư lại không có chịu lạnh được, cho nên bắt buộc là Thư phải mở thêm cái lò sưởi để cho cái nhiệt độ ở trong nhà đó nó sẽ không có quá thấp. Mà ở trong phòng ngủ thì nó lạnh vừa vừa để mà mình vừa đủ cái nhiệt độ mình đắp mền mình ngủ cho nó ngon đó các bạn. Dọn dẹp hút bụi xong thì Thư mở cái máy này để cho nó lọc không khí trong nhà cho nó sạch. Giờ Thư vớt nó ra, thịt nhìn ngon chưa. Thư lấy cái cọng chỉ Thư cột, Thư bó nó lại cho cái miếng thịt nó có bị rời rạc. Cái loại thịt này là nó rời rạc nha các bạn, nếu các bạn không bó lại là nó rời rạc. Mình sẽ cắt bò viên mình bỏ vô, có thể mình sẽ châm thêm nước ha. Nè các bạn coi nè,
cái miếng thịt nè, nhìn nó ngon ghê không? Đó, nó mềm chút xì, nhưng mà mình bó nó lại thì nó cũng ra nguyên miếng, nguyên tấm chứ nó không có bị rã ra ha. Ngon quá. Thịt nó còn quá nóng nên là Thư thái nó không có được mỏng nè. Nếu mà các bạn mà khéo tay hơn á, mình thái mỏng hơn ăn nó đỡ dai nha. Bò viên thì Thư vừa lấy ở trong tủ đông lạnh ra. Mình cũng phải cắt nhỏ nhỏ ra chứ mình để nguyên một cục này ăn nó cũng lớn khó cắn nên các bạn cắt nhỏ nhỏ ra cho mấy đứa con Thư nó ăn cho dễ. Cắt đôi thôi ha, cắt đôi thôi nhìn cho nó nhìn hấp dẫn hơn. Cắt làm tư nó nhỏ quá, cắt làm đôi. Bò viên này Thư mua ở bên Dallas, Texas. Người ta làm tại chỗ các bạn, mua cho nó tiện chứ mình tự làm lâu lắm. Giờ mình sẽ đem ra mình thả vào trong nồi nước lèo luôn nha, cho nó mà gia vị nó thấm vào bò viên á, cho nó đậm đà. Chấm thêm nước. Mới vớt ra chừng nửa tiếng mà mở nó đông lại vậy nè các bạn. Rồi, trời lạnh đó. Vậy là xong. Giờ mình phi tỏi. Trong ha, nó hơi có một cái màu nâu nâu nhạt, nâu nhẹ. Đó. Tắt bếp nè. Nói chung hủ tiếu thì không thể thiếu cái dầu tỏi. Một miếng dầu tỏi nữa. Tiêu. Con mở giùm mẹ đi. Nước dừa organic mua ở Costco các bạn. Nước dừa nó có màu hồng mà người ta cũng gọi là nước dừa hồng á. Nước dừa này uống ngon. Anh mời các bạn. Miếng bự quá, miếng bự quá. Cắt một hơn tí. Nào, thử một miếng xem nào. Nó chứ hồng. Miếng bò viên đi. Bảo cho ba một cái cái ngon quá các bạn. Bò viên gân cắn vô cái nó sạch cái gân nó ngon lắm. Trời lạnh ăn tô hủ tiếu ngon. Có thêm chén nước tương nữa các bạn. Tương ớt, tương ăn phở. Mình chấm với lại thịt bò. Thử miếng thịt bò. Bò này kêu là bò nạm á các bạn. Hồi sáng Thư cứ nói cái bò gì không có nhớ được cái tên của nó thì ra nó là bò nạm các bạn. Nạm cho nên nó còn hơi dai.
Đã ha. Trời, trời lạnh. Trời lạnh cái ăn tô phở, tô hủ tiếu là thấy đã ghê luôn. Gân nè các bạn. Sáng nay Thư chở hai đứa con Thư đi học, thì lúc đó đường nó đang bị kẹt xe, thì Thư cũng dừng cách cái chiếc xe phía trước mặt Thư là cỡ khoảng một chiếc xe đi. Thì Thư dừng cứng ngắc luôn, Thư đạp thắng cứng lắm. Nhưng mà đến khi Thư quay ra đằng sau, Thư tìm cái gì á, Thư làm công việc gì á các bạn, thì cái chân thắng của Thư tự động cái nó bị nới lỏng ra, nó không còn có thắng cứng nữa. Thì bắt đầu cái xe của Thư nó tự động nó lăn bánh. Thư mặc dù là mình không có đạp ga, nhưng mà cái xe mình nó đang là có cái số đi tới á, thì mình buông cái chân thắng ra là cái xe mình nó tự động nó chạy á các bạn. Thì nó chạy chậm 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 thôi, nhưng mà đến khi mà Thư quay lên nhìn lên phía trước lại á, thì cái xe của Thư nó đã gần sát đít cái xe phía trước mặt rồi. Thư vừa nhận ra cái xe mình nó pâm lên một cái, thì cái sống lưng của Thư cái là nó chạy một cái luồng điện liền. Tim đập mạnh khi mà mình thấy cái bà phía trước mặt mình, bà mở cửa, bà bước ra. Thì trong lòng mình biết chắc á, là cái người này người ta sẽ không có bỏ qua cho mình đâu. Tự vì nếu mà họ bỏ qua á, là họ sẽ không có bước xuống xe. Mà khi này cái bà này bà bước xuống xe rồi, thì Thư nói là thế nào là bà cũng gọi cảnh sát rồi cả, chờ cảnh sát tới làm report. Thì hai đứa con của Thư là chắc chắn hôm nay nó sẽ bị trễ giờ đi tới lớp rồi. Cái đoạn đường mà từ nhà mà chở mấy đứa nhỏ tới trường để đi học á, ngày nào cũng kẹt xe, mà hầu như là ngày nào cũng có tai nạn xảy ra, mà cũng chỉ là quẹt đít sơ, giống như cái trường hợp của Thư thôi. Lý do là vì nhiều khi cái xe phía trước á, đường nó đang ùn tắc lại rồi cái nó thắng gấp, rồi cái xe phía sau nhiều khi mình nhìn đi đâu một giây đi rồi mình nhìn lại á, là mình không có kịp thắng rồi mình tung vào đít xe người ta, chỉ có như vậy thôi á các bạn. Sơ nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà đều là phải dừng lại rồi chờ cảnh sát tới giải quyết hết. Thì Thư nghĩ là trường hợp của Thư hôm nay thì cũng không ngoại lệ đâu. Nhưng mà hên lắm các bạn. Cái bà mà Thư quẹt vô đít xe của bà đó, bà nhảy xuống xe, bà nhìn cái đít xe bà ăn cái, xong cái là bà lắc cái tay với Thư vậy nè, bà nói that's ok, rồi bà leo lên xe bà đi. Rồi Thư chỉ vừa kịp bà nói lời xin lỗi với bà thôi, rồi là mình chạy xe mình chở hai đứa con mình tới trường. Thư cảm ơn các bạn đã theo dõi video Thư nấu hủ tiếu cũng như là cả gia đình mình ăn tối bằng món hủ tiếu trong một cái ngày rất là lạnh ở Mỹ vào mùa thu nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha. Hôm nay là ngày lễ ma, lễ Halloween ở bên Mỹ các bạn. Rồi chiều nhà Thư ăn cơm sớm, anh Thành đi đón mấy đứa nhỏ về, rồi bây giờ cho mấy đứa nó đi vòng vòng trong khu vực chỗ của Thư á, cho nó đi xin kẹo. Họ bắt đầu cho xin kẹo từ lúc 6 giờ. Thế khi mặt trời bắt đầu xuống là người ta đi càng đông. Đông lắm các bạn.